KN Channel. Xin chào các bạn, Bé Na lại mới mua những quả trứng thần kỳ mới nè. Các bạn hãy cùng mở ra với mình nha, để xem có gì đặc biệt nha. Đầu tiên là quả trứng màu đỏ. Quả trứng này đặc biệt là được sản xuất ở Việt Nam đó. Ở Việt Nam cũng làm ra được những món đồ chơi đẹp quá ha. Bây giờ mình mở ra nha. Cứng quá. Hồi hộp quá, không biết bên trong là cái gì đây. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. 1, 2, 3. Đây là em bé bạch tuộc và kẹo mút. Kẹo mút, những con thú rất là đẹp. Kẹo mút này ngon lắm á. Có 2 cây kẹo mút luôn. Còn đây là em bé bạch tuộc, có nhiều cái vòi màu sắc. Và em bé bạch tuộc này đeo tay phone nè. Bây giờ mình vặn cho em bé bạch tuộc quay nha. Em bé bạch tuộc vừa biết quay vừa biết nghe nhạc luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ mở tới quả trứng thứ 2 nha. Quả trứng màu xanh này. Quả trứng này cũng làm ở Việt Nam luôn. Để xem nó có gì ở trong nha. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh KN Channel để xem được nhiều video hay hơn nữa nha. Bây giờ mở ra thôi. 1, 2, 3. Cái gì đây? Kẹo mút. Lại là cây kẹo mút, nhưng mà kẹo mút này là kẹo mút Pikachu. Và thêm này là anh vịt. Anh vịt này thiệt là đẹp quá. Con vịt này vừa đánh chiên vừa đung đưa con mắt nó kìa. Hay quá. Rồi bây giờ mình sẽ mở tiếp quả trứng thứ 3 nha. Còn lại quả trứng màu tím này. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh KN Channel để xem được nhiều video hay hơn nữa nha. Mở được rồi, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Hồi hộp không các bạn? Mở ra rồi. Đây là kẹo mút, mà kẹo mút chụp Mickey. Và đây là nàng búp bê Chibi. Bé búp bê Chibi này có đôi mắt thiệt là to tròn. Và mái tóc dài, nhiều thiệt là nhiều luôn. Búp bê Chibi có đôi mắt thiệt là đẹp các bạn ha. Vậy là mình đã mở xong hết 3 quả trứng rồi. Quả trứng đầu tiên là anh bạch tuộc. Quả trứng đầu tiên là em bé bạch tuộc. Em bé bạch tuộc này quay những cái vòi thiệt là mạnh luôn. Và những cái vòi nó có rất là nhiều màu sắc. Màu xanh, màu cam, rồi màu hồng nữa. Nhiều lắm. Còn anh vịt này rất là lịch sự. Mặc bộ com lê, rồi đội cái nón màu hồng, xong rồi bánh chiên nữa. Nhưng mà đôi mắt của anh ấy hơi bị lé một xíu. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh KN Channel để xem được nhiều video hay hơn nữa nha. Còn đây là nàng búp bê Chibi. Nàng búp bê Chibi là búp bê Nhật Bản á các bạn. Búp bê Nhật Bản nói tiếng Nhật đi. Chào các bạn đi. Konnichiwa. Minasan o genki desu ka? Xin chào các bạn. Các bạn có khỏe không? Mình đã mở ra hết 3 quả trứng rồi. Xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại video sau. Tiết mục tiếp theo trong chương trình game show thử thách cùng bước nhảy sẽ là phần biểu diễn của bạn Trái Thơm. Bạn Trái Thơm này nhảy rất là hay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay.